Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, là Chúa xin giúp đỡ cho chúng con để đeo đuổi điều quan trọng nhất, đó là được ở gần Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài, để cuộc đời của chúng con có thể kinh nghiệm được phước hạnh và làm cho lòng của Chúa vui. Ngài luôn đeo đuổi một mối thương giao mật thiết với con cái của Ngài. Xin ban ơn trên thì giờ chúng con tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa qua việc học lời của Ngài. Xin con tạ ơn Chúa trên những tiếng hát, những lời cảm tạ, biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa Ngài ban cho chúng ta. Có nhiều điều mà tôi tin rằng chúng ta có lý do để chúng ta cảm tạ Chúa. Cho nên ở tại dòng bình luận, thì các anh chị em cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi, cùng học lời Chúa với chúng tôi. Anh chị em có thể góp phần cảm tạ, dâng lên Chúa lòng biết ơn cho những gì Chúa Ngài đã làm, đang làm trên cuộc đời của chúng ta. Có những kinh nghiệm tươi mới, sự chữa lành, sự ban phước của Chúa. Xin đánh vào dòng bình luận để chúng ta nói lên việc Chúa làm, quy vinh hiển cho Chúa và chúng ta cùng khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì những lời lâm chứng về những công việc Chúa làm, và cá nhân tôi được chứng kiến những việc Chúa Ngài làm rất nhanh ở trong những ngày qua. Chữa lành ung thư, chữa lành những cái van tim bị hở. Chỉ một lời cầu nguyện, Chúa Ngài làm quá sức tưởng tượng của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì không một việc chi là khó cho Chúa. Có những việc mà chúng ta thấy rằng rất khó đối với con người. Bác sĩ đã cho lên tiếng nói của họ là họ không thể giúp gì được, hoặc là những cái ung thư giai đoạn cuối cùng. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Ngài thấy nhúng tay vào can thiệp mà chúng ta thấy phước hạnh đã bày tỏ ra. Thì chúng ta cũng nghe về cụ Sái Báo Hoàng trong hội thánh, có những giây phút khoảnh khắc ở trong ICU, bác sĩ đã đề nghị với gia đình là đưa ông ra hospice, là nơi mà người ta không còn trị liệu nữa, chỉ giữ cho được thoải mái bằng cách họ cho thuốc giảm đau và an thần để chờ Ngài qua đời. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời can thiệp vào và ông đã ra khỏi hồi sinh cấp cứu, trở về với gia đình. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì tối hôm qua con trai của ông Anh Hải cũng cho chúng ta biết, đó là khi bệnh viện chuẩn bị để đưa người đến để tập vật lý trị liệu, thì ông đã đứng dậy tập bước đi một mình, bỏ cái nạng chống. Thì chúng ta thấy rằng trước khi nhân viên của bệnh viện, của y khoa có thể kịp thời đến để tập cho ông, thì ông đã được Chúa Ngài phục hồi trước khi họ đến. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những việc như vậy, và tôi tin rằng còn nhiều điều phước hạnh khác anh chị em đã trải nghiệm được trong đời sống của mình. Ở trong dòng bình luận, chúng ta hãy nói lên để chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời, Đấng hay làm những phép lạ lớn lao, Đấng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Khi lời cầu nguyện của chúng ta hợp với ý của Chúa, thì chúng ta thấy rằng phước hạnh của Chúa đã bày tỏ ra ở trong ơn của Ngài. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Anh chị em, buổi tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ thêm về một cuộc đời nữa. Chúng ta đang theo đuổi một thể loại học Kinh Thánh, gọi là chúng ta học về những nhân vật ở trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh Ngài đã tuyển chọn những câu chuyện này để để lại cho chúng ta trong Kinh Thánh, vì Ngài biết có những lúc ở trong đời sống của chúng ta cần để được đọc, được biết. Và những gì họ đã trải nghiệm với Chúa, với Đức Chúa Trời toàn năng của mình, họ cũng có thể đem lại sự khích lệ cho chúng ta là hội thánh của Chúa trong ngày hôm nay. Về lời của Chúa thì có cái sức mạnh để có thể bẻ trách, sửa trị, dạy chúng ta và sẵn sàng chúng ta làm những công việc lành mà Chúa Ngài muốn chúng ta thực hiện. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cùng học thêm về một cuộc đời tên là Obed-Edom. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ ở trong đề tài, đó là dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta có những cái lý do làm cho chúng ta không có chỗ cho Chúa. Như chúng ta thấy ở trong lúc mà Chúa Giêsu nghe về thành Bethlehem, khi cha mẹ phần xác của Ngài
là Marie và Joseph về để khai tên vào sổ, vì lúc bây giờ có một cái lệnh của hoàng đế Caesar Augustus để làm một cái tu bổ dân số, một cái thống kê dân số, cho nên họ phải về nguyên quán của mình. Và cái thánh ghi lại cho chúng ta ở trong những giây phút hết sức là đặc biệt đó, ngày Chúa Giêsu sắp bước vào đời này bởi sự giáng sinh của Ngài, thì chúng ta thấy cái thánh ghi lại cho chúng ta chủ quan chỉ đơn thuần một câu là vì nhà quán không có chỗ. Nhà quán này chắc là đã quá tải vì không còn chỗ nữa, hay là chỗ chật hẹp, mà cuối cùng thì họ phải để cho một cặp vợ chồng, trong khi người vợ sắp sửa sanh mà cũng không có chỗ cho Mary. Như vậy chúng ta thấy nhiều khi trong cuộc sống những cái chật hẹp mà chúng ta có thể không có chỗ cho Chúa, hoặc là quá bận rộn, nhất là cuộc sống của chúng ta ở trong thời đại hôm nay, chúng ta có nhiều cái tiện ích của điện thoại, của iPad, của tất cả những cái thứ mà chúng ta thấy rằng khi người ta phát minh thì người ta nghĩ rằng sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tiết kiệm được nhiều thời giờ hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái sự lạm dụng của việc sử dụng những cái dụng cụ này, thì thay vì tiện ích của nó đã giúp đỡ cho chúng ta, thì chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều người đã quá bận rộn với Facebook, với những thứ khác ở trong đời sống, đến độ người ta trung bình một ngày, theo như điều mà chúng tôi vừa mới nghe và nghiên cứu, thì trung bình là người ta dành 4 giờ đồng hồ một ngày cho Facebook, cho mạng truyền thông xã hội. Thì chúng ta thấy rằng nếu một ngày của chúng ta mà đã mất đi trung bình 4 giờ đồng hồ cho những việc đó, thì chắc là sẽ không còn có bao nhiêu chỗ cũng như thời giờ dành cho Chúa. Thứ ba là những chi phối trong cuộc sống. Quá nhiều sự lựa chọn. Một trong những điều mà anh chị em chúng ta sống ở tại Hoa Kỳ này, nó trỗi xa hơn tất cả các nước khác nữa luôn, cả nhiều nước ở tại Âu Châu. Họ đến Hoa Kỳ này, một trong những cái nhận định của họ, đó là chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. Khi vào siêu thị, cùng một cái loại thức ăn, thể loại thức ăn, chúng ta thấy có hàng chục, nhiều khi chúng ta thấy có thể lên đến vài chục những cái sự lựa chọn khác nhau. Thức ăn sáng, mọi thứ ngày hôm nay, thức uống, rồi đến quần áo, chúng ta thấy cũng có rất là nhiều những cái sự lựa chọn. Và chính những điều đó nó có thể đem lại sự chi phối trong đời sống của chúng ta. Đời sống không còn giản tiện nữa, nhưng mà chúng ta bận rộn với những thứ đó. Và cuối cùng thì chúng ta cắt xén để thì giờ chúng ta có cho những việc quan trọng hay là việc làm. Đáng tiếc là điều mà chúng ta thường dễ cắt xén đó là thì giờ cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa. Nên chúng ta xin Chúa ngài ban phước để tối hôm nay qua bài học này sẽ đem lại một nguồn cảm hứng, một sự khích lệ lớn lao cho chúng ta, để chúng ta lại trở lại làm những con người của sự hiện diện của Chúa. Sách Sử Ký thứ nhất chương 13 câu 9 cho đến câu số 14 ghi lại cho chúng ta. Xin lỗi, câu 7 đến 14. Chúng rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà Abinadab để lên trên một cái cổ mới, còn Usa và Ahio thì dắt cổ. David và cả Israel đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, sướng ca, dùng đờn cầm, đờn sắt, trống nhỏ chập chọa và kèn mà vui mừng. Khi chúng đến sân đập lúa của Kidon, Usa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trật bước. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã nổi lên cùng Usa, và ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm. Người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. David chẳng vừa ý, vì Đức Chúa Trời đã hành hạ Usa. Người gọi nơi ấy là Beret Usa, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Trong ngày ấy, David lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời, mà nói rằng, ta rước hòm của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được. Vậy David không dám thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành David, nhưng bởi đem để vào nhà của Obed-Edom là người khác. Hòm của Đức Chúa Trời ở trong 3 tháng ở trong nhà Obed-Edom. Đức Chúa Trời ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người.
Thật là một cái hình ảnh nhắc nhở và giúp đỡ cho chúng ta tới đây. Thật là tuyệt vời. Và đề tài này tôi xin chia sẻ để giúp chúng ta thấy. Khi chúng ta có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong gia đình, sự hiện diện của Chúa được trân quý ở trong gia đình, và Chúa ngài ban phước trên một gia đình. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta hình ảnh của gia đình của Obed-Edom, để chúng ta thấy được sự yêu mến, sự hiện diện của Chúa chính là điều mang lại phước hạnh cho tấm lòng của một người và gia đình của người đó. Thật là kỳ diệu để chúng ta nghĩ đến cái câu chuyện này. Obed-Edom là ai? Chúng ta chỉ nghe nói ông là người ở xứ Gát. Và tên của ông Obed-Edom thì có lẽ cũng tiết lộ cho chúng ta thấy ông là người thuộc về Edom, con cháu của Esau. Tại sao chúng ta cần học về gương của Obed-Edom? Sự lựa chọn và đời sống của ông đã dẫn đến phước hạnh cho gia đình của ông. Đó là điều mà chúng ta cần học, sự lựa chọn của ông. Obed-Edom lần đầu tiên được nhắc đến ở trong phần Kinh Thánh này ngay sau khi Usa chết vì đã đưa tay rờ vào rương giao ước. Việc này đã xảy ra khi vua David lần thứ nhất ông rước rương giao ước về Jerusalem. Và khi việc xảy ra, Usa ngã chết một cách thình lình như vậy, khiến cho David sợ không dám đem rương giao ước về nhà của mình. Thì chúng ta thấy lần đầu tiên ở đây Obed-Edom dường như là được vua chỉ định. Và chúng ta không nghe chi tiết nào khác, chỉ có nói đến là rương giao ước để ở nhà của Obed-Edom. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra, đó là chỉ trong vòng 3 tháng, hồng của Đức Chúa Trời hay là rương giao ước của Đức Chúa Trời ở 3 tháng ở trong nhà Obed-Edom. Thì chúng ta để ý lên đây, Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người. Khi chúng tôi cầu nguyện cho những gia đình dâng căn nhà mới của mình, chúng tôi thường dùng câu Kinh Thánh này để chúc phước trên gia đình và nhắc nhở gia đình rằng cái nhà của chúng ta, khi có sự hiện diện của Chúa thì chúng ta mới có một gia đình phước hạnh. Và khi chúng ta trân quý sự hiện diện của Chúa và chúng ta có thể tiếp rước và chúng ta luôn hoan nghênh sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta không thể nào làm gì khác hơn được là chúng ta sẽ được Chúa ngài ban phước. Như Obed-Edom, Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà của ông. Và chúng ta để ý đến cụm từ kế tiếp, mọi vật thuộc về ông. Cảm ơn Chúa. Obed-Edom, chúng ta thấy ông đã bước vào ở trong cái vị trí khi vua David bối rối. Vì ông đã làm một cái công việc mà chúng ta thấy rằng mục tiêu là tốt, ý định rất tốt, nhưng phương cách thì thiếu sự hiểu biết so với lời của Chúa ngài đã truyền lệnh. Ông đã bắt chước theo người Philistine. Rương giao ước của Chúa là nơi mà Chúa ngài chọn để bày tỏ sự hiện diện của ngài, nhất là trên nóc thi ân. Và tại đó Chúa thường xuyên bày tỏ sự hiện diện của ngài. Thì đã được truyền lệnh là khi di chuyển thì các thầy tế lễ phải xỏ những cái đòn vào trong những cái khoen ở bốn góc của rương giao ước. Và các thầy tế lễ phải mang nó ở trên vai của mình. Vì chúng ta nhớ khi rương giao ước bị dân Philistine cướp đi, và khi Đức Chúa Trời ngài đổ những cái bệnh hành hạ ở trên dân Philistine, họ sợ quá, họ gửi trả rương giao ước bằng cách là họ để trên một cái cổ hay là một chiếc xe bò và để con bò kéo. Thì chúng ta thấy rằng khi David lần đầu tiên ông có ý định rước rương giao ước của Chúa về thành của mình, thì ông đã bắt chước theo cách của người Philistine. Ông cũng để rương giao ước ở trên một cái cổ và có bò kéo. Usa đi kế bên cạnh, và khi bò trật chân thì chúng ta thấy rằng Usa là người đứng bên cạnh Ahio, thì chúng ta thấy rằng ông sợ rương giao ước rớt chân. Cho nên Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là ông đưa tay ra để ông đỡ rương giao ước, và chúng ta thấy rằng ông đã ngã chết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trong cái khung cảnh đó, David sợ hãi. Ông nói làm sao để ông dám rước rương giao ước của Chúa về nhà, bởi vì ông thấy cái việc đang diễn ra trước mắt của ông. Thì chúng ta không nghe
là Obed-Edom tình nguyện. Vì một lý do nào đó, Obed-Edom, nhà của ông, đã được chọn làm nơi để David để tạm rương giao ước của Đức Chúa Trời ở đó. Không biết vì nhà của ông rộng hay là ông bày tỏ một cái ý là sẵn sàng để rương giao ước của Chúa vào nhà của mình. Nhưng cái thánh ghi lại cho chúng ta là Chúa, ngày vì Obed-Edom có rương giao ước của Chúa trong nhà đó, thì Chúa ngài đã ban phước cho Obed-Edom và mọi vật thuộc về ông. Cảm ơn Chúa. Khi David, ông nghe tin là Đức Chúa Trời có ban phước cho gia đình của Obed-Edom và mọi việc, mọi vật thuộc về ông, thì David, ông đã thực hiện ý định của ông, chương trình của ông, là sẽ trở lại để rước rương giao ước của Chúa về thành của ông. Và lần này thì ông đã làm đúng theo như lời chỉ dẫn của Chúa. Và đệ tớ của Chúa là Môi-se, ông chọn các thầy tế lễ và họ đã rước rương giao ước của Chúa ở trên vai của mình. Và cái thánh ghi lại cho chúng ta ở tại đây, David đã rời rộng trong việc dâng những của lễ và sự ngợi khen. Chúng ta thấy rằng đầy tiếng hát ngợi khen cũng như sinh tế được dâng lên từng bước. Và chúng ta thế lần này David đã làm đúng cách. Khi di chuyển thì chúng ta thấy rương giao ước đã được các thầy tế lễ lấy những cây đòn tay và xỏ và khoen và khiêng ở trên vai của mình. Cảm ơn Chúa. Đây cũng là điều mà chúng ta cần được nhắc nhở. Khi chúng ta học việc Chúa, khi chúng ta làm công việc mà chúng ta muốn thực hiện ở trong ân của Chúa, chúng ta phải trở lại với lời của Chúa để nhận sự chỉ dẫn và những nguyên tắc mà Chúa đã định. Đừng bắt chước những công việc của đời. Có rất nhiều sinh hoạt trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay, hội thánh chung. Chúng ta đã, thay vì chúng ta đem đạo vào đời, thì chúng ta thấy rằng đời, chúng ta đã đem đời vào đạo. Có nhiều điều, nhiều sinh hoạt, chúng ta đã để cho việc của những người ở bên ngoài của thế nhân ảnh hưởng trên cách chúng ta học việc Chúa. Nếu chúng ta làm những công việc mà dường như không thấy kết quả và phước hạnh, thì chúng ta cần xét lại. Xem coi có phải giống như lần thứ nhất, David có ý định tốt, có một mục tiêu chúng ta thấy đáng khen tại đây là muốn đem rương giao ước của Chúa về thành. Nhưng ông đã làm sai phương cách. Lần thứ hai ông làm đúng. Lần này thì không ai ngã chết. Rương giao ước của Chúa dần được đưa vào thành của David. Trở lại Obed-Edom, thì chúng ta thấy ở đây ông có sự lựa chọn. Chỉ trong 3 tháng mà Chúa đã ban phước trên ông và tất cả những cái vật ở trong nhà của ông thuộc về ông. Tôi hình dung tất cả mọi thứ thuộc về ông. Chúng ta thấy có thể thùng dầu, thùng bột, tất cả mọi thứ ở trong nhà của ông đều được Chúa ban phước một cách dư dật. Ông có sự lựa chọn. Ông có thể ở nhà để tận hưởng những gì Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông sau 3 tháng mà ông đã rước rương giao ước của Chúa và đặt để ở tại nhà của mình như vậy. Nhưng Kinh Thánh ghi lại chúng ta một điều rất là tuyệt vời tại đây. Khi tôi nghiên cứu thì tôi thấy được khích lệ vô cùng. Đó là Obed-Edom không thỏa lòng với việc chỉ ở và có sự hiện diện của Chúa ở cùng gia đình của mình trong vòng 3 tháng. Mặc dù được phước của Chúa đó, nhưng mà ông bây giờ đã trở nên người yêu mến sự hiện diện của Chúa. Ông chọn. Quay hình ảnh ở đây cho chúng ta thấy dường như cả gia đình của ông đều đã di chuyển theo rương giao ước. Và ông tiếp tục dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa và mối quan hệ của ông với Chúa. Obed-Edom yêu mến và muốn sống ở trong sự hiện diện của Chúa nên ông đã đi theo rương giao ước. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ông được những cái vị trí rất là đặc biệt, rất là gần với rương giao ước. Sự ký thứ nhất chương 15 từ câu 18 cho đến câu số 24, chung với các người ấy là lập những anh em dòng thứ là Sacheri, Ben, Yashien, Semi-Amut,
Jehien, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Obed-edom và Jerien là người giữ cửa. Những người hát sướng là Heman, Asap, Ethan dùng những chập chỏ đồng đặng vang dậy lên. Shachari, Arien, Simeamuk, Jehien, Uni, Eliab, Maaseja và Benaja dùng ống quyển thổi theo điệu Alamut. Còn Matithia, Eliphele, Midneja, Obed-edom, Jeruel, Asasia đều dùng đờn cầm đánh theo giọng Seminit đặng dẫn tiếng hát. Kenania trưởng tộc của người Levi cai việc cai sướng và giải hát vì người giỏi về nghệ ấy. Còn Berekia và Enkana giữ cửa trước hòm giao ước. Sebinia, Yosaphat, Nethanel, Amasai, Sachari, Benaja, Elisea, tức là những thầy tế lễ đều thổi kèn trước hòm của Đức Chúa Trời. Obed-edom và Jehiza giữ cửa trước hòm giao ước. Chúng ta thấy tên ông lại được nhắc lại. Không phải một lần rồi biến mất. Nhưng mà tại ở trong cái vị trí và một cái đường hướng thờ phượng Chúa mới. Trước đây thì dân sự của Chúa ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa theo như lệnh Chúa Ngài đã hướng dẫn qua những của tế lễ, qua các thầy tế lễ để chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa có thể thờ phượng Chúa. Nhưng mà David đã khám phá ra một cái chìa khóa và từ đó thì có một cái đền tạm khác được gọi là đền tạm của David. Vì ông sắp đặt những người ca hát ngợi khen Chúa 24/24. Và những năm khi rương giao ước của Chúa ở trong lều tạm của David đó, sự hiện diện của Chúa bày tỏ một cách mạnh mẽ. Không phải giấu kín ở phía sau bức màn ở tại nơi chí thánh, nhưng mà ở giữa sự ngợi khen của dân sự của Chúa. Thì chúng ta thấy tại đây Obed-edom là người được có những cái vị trí. Ông ở gần với rương giao ước, ông là người gác cổng, ông là thầy nhạc trưởng, ông là người giữ cửa trước rương giao ước. Ông đã trở nên một con người ở rất là gần với sự hiện diện của Chúa, cũng như có thể hướng dẫn người ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Đây là phước hạnh mà chúng ta cần học nơi Obed-edom. Trở nên những người yêu mến sự hiện diện của Chúa, để Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cần đặt mình vào trong cái chỗ để chúng ta dành chỗ cho Chúa luôn luôn. Tại nhà của chúng ta, trong sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta trân quý sự hiện diện của Chúa và chúng ta trở nên những người tiếp đón sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Thật là tuyệt vời để chúng ta thấy ông được cất nhắc lên để được kể chung với nhạc trưởng thầy nhạc thánh Asap. Mà các thi thiên chúng ta thấy được nhắc lại tên của Asap rất là nhiều lần. Obed-edom được đặt vào ở trong danh sách của những thầy nhạc thánh để hướng dẫn ngợi khen ở trong đền tạm của David. Thật là một cái sự thăng tiến cất nhắc mà Chúa đã ban cho đời sống của ông vì ông yêu mến sự hiện diện của Chúa. Chưa hết, chúng ta thấy rằng Chúa đã ban phước trên đời sống của ông rất nhiều. Sự ký thứ nhất chương 26 câu 4 cho đến câu số 8. Các con trai của Obed-edom là Semija con trưởng, Jehoshabat thứ nhì, Joa thứ ba, Saka thứ tư, Netanen thứ năm, Amien thứ sáu, Isaka thứ bảy và Phê-u-lê-tai thứ tám. Vì Đức Chúa Trời có ban phước cho Obed-edom. Ông có 8 người con. Semija con trai của Obed-edom cũng sanh những con trai có quyền cai quản tông tộc mình. Ồ, bây giờ chẳng những là con của ông mà bây giờ đến cháu của ông nữa. Vì chúng đều là người mạnh dạn. Cảm ơn Chúa. Chẳng những họ có tài quản trị mà họ cũng là những người mạnh dạn. Câu số 7, các con trai của Semaja là Ogni, Rephaen, Obed, Ensabat và anh em họ là Elihu và Semakia đều là kẻ mạnh dạn. Cái người đó là con cháu của Obed-edom. Họ với các con trai và anh em họ đều là người mạnh dạn thạo chức việc mình. Cộng được 62 người thuộc về dòng Obed-edom. Wow! Tất cả
Con của ông 8 người rồi, bây giờ chúng ta thấy thêm 62 người nữa. Cháu của ông được Chúa Ngài ban phước. Họ có tài để quản trị. Họ là những người mạnh dạn. Họ là những người mạnh dạn và thông thạo chức việc của mình. Cảm ơn Chúa. Sự ký thứ nhất chương 26, câu 12 cho đến câu số 15, chúng ta thấy thêm nữa. Nhưng ấy làm ban trưởng của những kẻ giữ cửa. Họ sẽ ban thứ mà hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va y như anh em mình vậy. Chúng theo tông tộc mình mà bắt thăm về mỗi cửa, kẻ nhỏ như người lớn. Cái thăm của cửa đông trúng nhầm Selemia. Đông người ta bỏ thăm về cửa bắc, thăm ấy trúng nhầm Sacheri, con trai của Selemia, một mưu sĩ thông sáng. Cái thăm về cửa nam, trúng nhầm Obed-Edom, còn các con trai người canh giữ kho lương phạt. Thì bắt thăm. Từ đây chúng ta thấy Chúa Ngài cũng hướng dẫn và Obed-Edom lại bắt thăm trúng để giữ cửa nam. Còn có các con trai của ông, 8 người con trai của ông đó, thì canh giữ kho lương phạn của đền thờ. Cảm ơn Chúa. Một bức ảnh tuyệt vời để chúng ta có thể thấy tại đây. Xin Chúa Ngài sử dụng điều này để đem lại nguồn cảm hứng khích lệ cho chúng ta. Như Obed-Edom được Chúa Ngài ban phước. Gia đình các con trai của ông được Chúa Ngài ban phước. Rồi đến cháu của ông cũng được Chúa Ngài ban phước. Chúng ta thấy Obed-Edom và 68 người theo ban thứ thường xuyên phụng vụ Chúa ở trong sự thờ phượng, và ông cũng tiếp tục làm công việc của người giữ cửa. Thật là phước hạnh. Chẳng như Obed-Edom được phước và có mối liên hệ mật thiết với Chúa của ông, mà cả gia đình và những điều thuộc về ông cũng được Chúa Ngài ban phước nữa. Chúa ban cho ông 8 người con trai. Các con và cháu của ông cũng thờ phượng Chúa và được Chúa Ngài ban phước một cách lạ lùng. Họ là những người mạnh dạn, họ là những người có khả năng quản trị, họ là những người chúng ta thấy tại đây canh giữ kho lương phạn, thì chúng ta thấy họ cũng là cái người có khả năng để quản lý về tài chính. Trong gia đình gia tộc thì các con của ông có quyền để cai quản tông tộc của mình. Tôi nhấn mạnh những điều này để anh chị em có thể thấy được một bức ảnh tuyệt vời. Bắt đầu từ một tấm lòng, bắt đầu từ một sự khao khát, bắt đầu từ một cái sự lựa chọn, mà Obed-Edom đã mở cửa cho phước hạnh của Chúa đến cho cả gia đình, gia tộc của mình, trên con và trên cháu của ông. Không phải ít người, tổng cộng 68 người, mà chúng ta thấy dường như là hầu hết đều ở trong vị trí hầu việc Đức Chúa Trời. Và Chúa cất nhắc họ lên, họ là những người trỗi cao hơn ở trong gia tộc của mình. Họ là những người trỗi cao hơn, những người đồng lứa với mình. Và Kinh Thánh dùng họ là những con người mạnh dạn. Cảm ơn Chúa. Obed-Edom ngoài những công tác khác được bắt thăm trúng và làm người coi cửa nam, còn các con trai của ông thì giữ kho lương phạn. Chúng ta thấy ở đây, chúng ta học được gì? Obed-Edom bởi sự trung tín, thái độ và hành động đã để lại di sản đức tin và mối liên hệ cho hậu thế, để họ thấy được khi có mối liên hệ với Chúa, hậu thế của ông nhìn thấy điều này. Đây cũng là điều khi tôi khám phá thì tôi cũng đã hết lòng quyết tâm. Và cảm ơn Chúa, nhìn lại thì cũng thấy sự ban phước của Chúa một cách rất là kỳ diệu và trong ơn của Ngài. Lại khen Chúa. Tôi chia sẻ bên cho em một điều mà gần nhất trong đời sống của gia đình của chúng tôi. Chúng tôi ở trong cái vị trí chỉ trong vòng 3 năm mà Đức Chúa Trời Ngài ban phước một cách hết sức là lạ lùng. 2020, khi chúng tôi có nhu cầu cần di chuyển nhà về vùng Pelham, vì Khánh Trang sinh con và muốn nhờ nhà tôi giúp đỡ để trông coi các cháu. Tôi cũng có một cái ước mơ là muốn gần với con cái của mình, con cháu của mình. Nhưng mà lúc bây giờ thì cái khả năng điều kiện về tài chính rất là giới hạn. Luôn cả khi việc các con của tôi cũng không thể giúp cho cha mẹ để đứng để cùng co-sign để mua căn nhà của chúng tôi ở vùng Pelham. Cảm ơn Chúa, trong sự ban phước của Chúa, Chúa dùng một con cái của Chúa ở xa để giúp đỡ cho chúng tôi ứng trước một số tiền để chúng tôi có thể mua căn nhà đó. Trong lúc chờ đợi bán căn nhà cũ mà chúng tôi đã sống từ năm 1995.
Điều tuyệt vời mà tôi muốn nói đến tây anh chị em dựa trên nguyên tắc này. Giây phút đầu tiên khi chúng tôi được giao chìa khóa của căn nhà đó, nhớ ngày hôm đó một cách rất là rõ ràng. Tôi nhớ tôi làm một cái hành động của tính cách tiên tri và phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng tôi đem một chai nước nho và một số bánh. Khi con cháu nhóm họp lần cách đầy đủ đứng ở tại phòng khách, lúc bây giờ chưa có bàn ghế gì hết, và chúng tôi đã tạ ơn Chúa và dự tiệc thánh ở tại phòng khách đó. Thì tôi cầu nguyện xin phước của Chúa Ngài đổ xuống bằng sự hiện diện của chính mình Ngài, khiến cho chẳng những chúng tôi mà con cháu và mọi vật thuộc về chúng tôi đều được Chúa Ngài ban phước trong ý niệm của gia đình của Obed-Edom. Và cảm ơn Chúa, trong vòng 3 năm chúng tôi nhìn lại, thật là Chúa Ngài ban phước trên chúng tôi, ban phước trên tất cả các con. Chúa Ngài cho đời sống, tài chánh, việc làm, tất cả đều được Chúa Ngài ban phước. Ban phước đến độ chúng tôi mỗi sáng thức dậy, khi tôi đếm các ơn phước của Chúa thì tôi nói với anh chị em là không đủ lời đủ tiếng để cảm ơn Chúa nữa. Vì quá nhiều, mọi mặt trong một sinh hoạt, và không phải chỉ một người hay người đặc biệt nào đó, nhưng tất cả đều được Chúa Ngài ban phước một cách mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Khi chúng ta quyết định ở trong lòng của chúng ta là những con người của sự hiện diện, chúng ta sắp đặt và dành chỗ cho Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta, Chúa Ngài ban phước. Trong những ngày của Covid, con cháu của chúng tôi tụ tập về nhà của chúng tôi mỗi tối, ăn tối chung với nhau xong, ngồi và bắt đầu ngợi khen thờ phượng Chúa. Từ đó có nhiều phước hạnh của Chúa cứ liên tục đổ ra ở trong ơn của Chúa. Khó khăn có, nhưng mà chính ở trong sự hiện diện của Chúa và những giờ phút ngợi khen thờ phượng, cảm tạ Chúa và cùng nhau cầu nguyện đó, và chúng tôi có thể cùng nhau bước xuyên qua những ngày của bão tố khó khăn. Nhưng mà đi giữa những sự khó khăn đó vẫn ở trong sự ban phước kỳ diệu của Đức Chúa Trời, quá sức tưởng tượng. Ngợi khen Chúa. Nhìn lại như Obed-Edom, có thể lần đầu ông bị chỉ định, mà ở tại Mỹ thì người ta, một số anh em nói chơi là volunteer, không phải volunteer là tình nguyện, nhưng mà volunteer tức là được cắt đặt. Ông biết là ông có thể ông ở trong cái chỗ Usa vừa mới chết, David sợ không dám rước giao ước, rương giao ước của Chúa, nhìn thấy gia đình của Obed-Edom và nói rằng rương giao ước ở tại nhà này. Chúng ta không nghe sự phản đối của Obed-Edom. Và tôi tin rằng không phải là vô cớ để gia đình của ông được chọn. Vì Đức Chúa Trời Ngài luôn nhìn xem, Kinh Thánh ghi lại là mắt của Đức Chúa đi khắp thế gian này, tìm kiếm ai có lòng trọn lành với Ngài để Ngài có thể ban phước. Nhà của Obed-Edom được chọn. Và chỉ trong vòng 3 tháng, 90 ngày, Chúa Ngài, vì rương giao ước của Chúa ở trong nhà Obed-Edom, mà ông đã được Chúa Ngài ban phước và mọi vật thuộc về ông. Cảm ơn Chúa. Khi chúng tôi quyết định, một cái quyết định và một cái hành động dâng cho Chúa cái nơi mà mình dọn vào để ở, cái khu nhà mới mà mình sẽ dọn vào để sinh sống từ đó, xin Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở trong mối thông công tương giao với Chúa, chúng tôi dự tiệc thánh. Vì tôi công bố quyết của Chúa bẻ gãy hết tất cả những sự rủa xả nào có rơi rớt ở trên cái mảnh đất đó, và khiến cho đời sống của chúng tôi tiếp tục làm muối mặn, làm ánh sáng cho cái vùng đó. Và ngợi khen Chúa, những người láng giềng có những cái lời khích lệ phát biểu rất là được khích lệ. Ông láng giềng kế bên cạnh ông nói rằng ước gì tất cả những người mới dọn vào trong khu này đều giống như gia đình của ông bà. Cảm ơn Chúa. Người láng giềng khi họ nói điều đó, chúng ta cảm ơn Chúa lắm, bởi vì họ quan sát, họ thấy đời sống của chúng ta. Trở lại Obed-Edom, tới đây chúng ta thấy rằng khi ông được phước của Chúa như vậy, ông không dừng lại. Đây cũng là một điều nhắc nhở chúng ta. Khi Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta luôn nhớ ơn Chúa,
và tấn tới càng hơn trong ơn của Ngài. Chứ đừng buông tay Chúa rồi chỉ vui thỏa với những gì Chúa Ngài ban cho. Bởi Chúa Ngài rất muốn chúng ta được ở trong sự hiện diện và mối tương giao mật thiết với Chúa. Đó là điều mà Chúa Ngài đeo đuổi. Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả giá rất đắt để phục hồi lại mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi vì tội lỗi đã làm ngăn cách chúng ta với sự hiện diện của Chúa, khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa Ngài không nghe nữa. Lỗ tai của Ngài không còn nghe nữa. Cánh tay của Ngài không bày tỏ và dương ra để làm việc nữa. Khi chúng ta ăn năn quay về, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu, thì Chúa Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Chúng ta là những tín nhân ngày hôm nay, hết thảy chúng ta đều có Đức Thánh Linh ở với chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự. Sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay là bởi sự hiện diện của chính mình Ngài, của Thánh Linh. Và chúng ta có thể đón tiếp, hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, của gia đình của chúng ta. Và Ngài là Thánh, cho nên chúng ta phải quyết tâm. Thì Chủ nhật chúng ta đã được nhắc nhở, chúng ta không thử nữa, không cố gắng nữa, mà chúng ta luyện tập, chuẩn bị để gia đình của mình, nhà của mình là nơi xứng đáng để Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài, là nơi mà chúng ta có thể hoan nghênh và giữ sự hiện diện của Chúa tại đó, như Obed-Edom và gia đình của ông đã để rương giao ước của Chúa ở nhà của mình trong 3 tháng. Tôi tin rằng lòng của Đức Chúa Trời luôn luôn mong muốn một mối liên hệ một cách cá nhân với mỗi một chúng ta. Lời của Chúa đã cho chúng ta thấy như vậy. Ngài kiên nhẫn chờ đợi con gái của Ngài dành chỗ cho Ngài, tìm kiếm Ngài và có một mối liên hệ một cách cá nhân với Ngài. Chúng ta có thể có mối liên hệ này với Chúa bằng cách trước nhất chúng ta khao khát sự công bình để chúng ta được đông đầy. Matthew chương 5 câu số 6 chép: phước cho những kẻ đối khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Chúng ta phải làm việc để giữ cho lòng của mình được trong sạch thì chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Matthew chương 5 câu số 8: phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trước hết tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Matthew chương 6 câu 33: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta đang dấy lên sự khao khát chính mình Ngài. Chúa đang làm việc ở trong các em thanh thiếu niên, Chúa làm việc trong đời sống của nhiều anh chị em đang khao khát sự hiện diện của Chúa. Anh chị em, như tối hôm qua tôi đã chia sẻ, là có một tiên tri cận đại, chức vụ của ông có tầm cỡ quốc tế, Chuck Pierce, đã có một cái sứ điệp, ông tin là ông nhận từ nơi Chúa, để báo cho người Việt Nam của chúng ta tại thành phố Houston này. Đó là Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động ở trên thành phố này. Chúng ta phải quan sát và đeo đuổi Chúa ở những nơi Ngài hành động. Và Ngài chọn để đến trên thành phố này đem lại sự phục hưng qua người Việt Nam. Một trọng trách rất lớn và cũng là đặc ân. Nguyện xin Chúa Ngài cho để chúng ta là những con người luyện tập chuẩn bị có một môi trường thật là tốt đẹp để chúng ta hoan nghênh chào đón sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Tôi cầu nguyện rằng sẽ có một sự đáp ứng lớn của hội thánh của Chúa ở tại đây. Các anh chị em thêm lòng khao khát. Chúng ta hãy quyết tâm như Obed-Edom. Cảm ơn Chúa vì từ năm 1999, Chúa đã bày tỏ sự hiện diện của Chúa tại đây làm tươi mới chúng ta, quyền năng của Chúa thi thố, sự chữa lành, giải cứu, nhiều người được phước của Chúa và sự vận hành của Đức Thánh Linh một cách kỳ diệu. Cảm ơn Chúa. Như gia đình của Obed-Edom, chỉ trong vòng 3 tháng được Chúa Ngài ban phước, chúng ta có thể đếm nhiều phước hạnh của Chúa như Chúa Ngài đã làm cho Obed-Edom. Nhưng mà điều tuyệt vời mà chúng ta thấy ông đã lựa chọn là không ở yên nơi quê nhà của mình, tiếp tục hưởng những cái phước hạnh đó. Nhưng ông đi theo rương giao ước và chọn những công việc để ở gần rương giao ước của Chúa, ở gần sự hiện diện của Chúa luôn. Đó là một cái quyết tâm, một quyết định hết sức là khôn ngoan. Mà tôi tin rằng vì lý do đó, tên của Obed-Edom được nhắc đi nhắc lại trong các ban thứ, trong những công tác
giữ cửa nhà Chúa, giữ cổng ngay trước sự hiện diện của Rương Giáo Ước, hướng dẫn ca hát ngợi khen. Con cháu của ông thì được Chúa ngài ban phước một cách lạ lùng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có những điều cụ thể mà tôi xin mời để chúng ta cùng suy nghĩ, để chúng ta trở nên những người không thỏa mãn, thỏa lòng với những phước hạnh hay là đầu hàng trước những sự khó khăn hiện tại. Mình xin Chúa cho để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Shakespeare không phải là người đầu tiên cho chúng ta biết ý định Đức Chúa Trời định làm, mà chúng ta đã nghe rất nhiều lần rồi. Chúa dùng VBC Houston để khôi phục lại chức vụ quyền năng trên nước Mỹ này. Bây giờ chúng ta nghe Chúa ngài muốn hành động và làm việc bởi sự vận hành của Chúa xuyên qua người Việt Nam để ngài bày tỏ sự nhận hiển lộ của ngài trên thành phố Houston này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng xin Chúa ngài cho để mỗi gia đình của chúng ta được kinh nghiệm trước, như điều cầu nguyện của chúng ta suốt hơn 30 năm qua. Lạy Chúa, xin phục hưng hội thánh của ngài mà bắt đầu là chính con. Sự phục hưng, sự hiện diện của Chúa chúng ta có thể kinh nghiệm khi chúng ta khao khát. Khi chúng ta khao khát một điều gì đó, chúng ta sẽ làm mọi cách để được thỏa mãn nỗi khao khát đó. Thứ nhất, chúng ta phải giữ lòng trong sạch. Vì Chúa là thánh, ngài không thể ở trong một cái nơi ô trược được. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta làm buồn Chúa, chúng ta khinh dễ sự hiện diện của Chúa. Làm sao để chúng ta giữ một lòng trong sạch? Nếu tội lỗi không xưng ra là điều làm cho ngưng động mối liên hệ và phước hạnh của chúng ta với Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải giải quyết. Ê-sai 59 câu 1 câu 2 này: tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt ngài khỏi các ngươi, đến nỗi ngài không còn nghe các ngươi nữa. Anh chị em, Chúa không còn nghe nữa có nghĩa là trước đây Chúa đã từng nghe. Và đây là điều Chúa nói với dân sự của Chúa. Và xin Chúa cho cũng là tiếng nói của ngài đến với mỗi một chúng ta. Nếu trong những ngày qua chúng ta cầu nguyện mà dường như tai của Chúa đã nặng nề không còn nghe nữa, không phải Chúa, nhưng bởi vì tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta thấy cánh tay của Chúa dường như ngắn không thể cứu được chúng ta, không phải tai của Chúa trở nên ngắn, nhưng vì lời của Chúa rằng những ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Cho nên hãy thường xuyên tra xét lòng và sớm ăn năn những tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhớ Usa. Ông nghĩ ông làm một cái hành động để bảo vệ Rương Giáo Ước, nhưng mà vi phạm luật của Chúa, và thứ hai là tay của ông đã rờ vào trong Rương Giáo Ước. Và ông đã ngã chết. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ có một lối sống kính sợ Đức Chúa Trời, nhận biết ngài luôn hiện diện. Một trong những điều cặp theo với câu kinh thánh Đức Giê-hô-va và ban phước cho Obed-Edom và mọi sự thuộc về ông cho những buổi cầu nguyện tân gia, thì chúng tôi cũng nhắc nhở anh em cùng với hội thánh dâng căn nhà mới của mình. Một trong những điều chúng ta dâng và ước mơ đó là Đức Thánh Linh ngài sẽ là người khách vô hình lắng nghe những câu chuyện ở trên bàn ăn. Ngài là khách vô hình luôn luôn được hoan nghênh đón tiếp ở trong nhà của chúng ta. Này có nghĩa là chúng ta phải để ý đến cẩn thận những điều mình xem trên TV, mình nghe trên radio, ở trên internet. Mình cho phép những loại âm thanh nào đi vào nhà của mình. Nếu có những tội lỗi chúng ta cần phải xưng ra, Giăng thứ nhất chương 1 câu số 9 nói: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cũng hãy thường xuyên giải quyết những ngăn trở, những ngăn cách để chúng ta thấy có một mối thông công phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta làm thường xuyên, chúng ta không phải ráng cố gắng môi ở trong trí nhớ của mình,
Nhưng mà điều chúng ta thường xuyên, vợ chồng nếu có cái gì bất hòa giải quyết liền, để rồi đời sống cầu nguyện của chúng ta không bị xáo trộn. Thứ hai, chúng ta cần học hỏi lời Chúa ngày và đêm, suy gẫm lời của Chúa. Suy gẫm lời của Chúa không có gì là quyền bí cả. Và chúng ta đọc một phần Kinh Thánh, bắt đầu thấy Kinh Thánh có ý dạy dỗ cho chúng ta, chúng ta dừng lại và suy gẫm về những điều mình mới vừa đọc đó. Suy gẫm đơn giản như thế này: nếu chúng ta biết lo lắng là chúng ta có thể suy gẫm lời của Chúa. Một người lo lắng là như thế nào? Khi có một sự khó khăn gì đó hay nghe một cái tin tức gì đó, chúng ta bắt đầu nghĩ liên tục về cái khó khăn đó. Giả định như việc đó nó xảy ra, thì những chuyện khác nó có thể xảy ra. Nếu mà mất việc làm, có thể mất xe, mất nhà, mất cửa, làm cho chúng ta bấn loạn, lo lắng. Suy gẫm lời của Chúa là chúng ta đem một phần Kinh Thánh, chúng ta suy nghĩ, chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta suy gẫm về câu Kinh Thánh đó. Xem Chúa ngày dạy dỗ gì. Chúng ta thường dùng cái hình ảnh, chúng ta biết con bò là cái loại nhai lại. Ban ngày nó được đưa vào trong cánh đồng và nó ăn cỏ rất là nhanh. Ăn xong nó bỏ vào trong cái túi của nó. Bao tử của bò nó có một cái túi riêng. Và khi chiều về, người ta dắt nó và nhốt nó trong chuồng, thì nó lại đưa những cái cỏ đó lên và nó nhai lại. Chúng ta thấy con bò ở trong chuồng nó vẫn nhai, để lấy hết tất cả những chất tinh túy ở trong những cái ngọn cỏ đó, những cái cọng cỏ đó. Nó không ăn cái gì bổ dưỡng theo như sự suy nghĩ của chúng ta, chỉ ăn cỏ thôi. Mà nó to như vậy bởi vì nó nhai đi nhai lại, lấy hết tất cả những chất bổ dưỡng trong những cái cọng cỏ đó. Khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa cũng giống như vậy. Chúng ta có thể đọc nhanh, lướt qua lời của Chúa, rồi giờ suy gẫm là chúng ta đem lên trong tâm trí của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta suy gẫm về những điều đó. Đó là cách để chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Mà lời của Chúa khuyến khích chúng ta là hãy suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, để chúng ta được may mắn trong con đường của mình và mới được phước. Cảm ơn Chúa. Suy gẫm là nghĩ về một phần Kinh Thánh hay là sự tốt lành của Chúa, và nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi lòng của chúng ta bắt đầu đầy rẫy lòng biết ơn Chúa. Nó sôi lên, nó bắt đầu nó sủi bọt lên, khiến chúng ta không có gì có thể ngậm miệng được nữa, mà chúng ta phải buộc miệng cảm ơn Chúa. Suy gẫm về những điều tốt lành của Chúa. Trong bài hát mà trong những năm qua nó là bài hát của gia đình của chúng tôi, đó là bài sự nhân từ của Chúa, sự tốt lành của Chúa, the goodness of God. Bài này nói đến cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng tốt lành với đời sống của con. Chúa luôn thành tín, Chúa luôn ban phước. Cho nên mỗi ngày, từ lúc mới thức dậy cho đến lúc con đặt cái đầu của mình trên gối ở trên giường để ngủ, luôn ca ngợi Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta suy gẫm lời của Chúa, nhắc nhở chính mình, suy gẫm về những việc Chúa nghe làm, ngẫm nghĩ về công việc Chúa nghe làm ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta càng bày tỏ lòng biết ơn chừng nào, chúng ta càng mở cửa để phước hạnh của Chúa lại đến trên chúng ta một cách lớn hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, chúng ta hãy thanh thản và nghỉ yên trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta thường nghĩ mình phải luôn làm việc gì đó mới là hầu việc Chúa. Anh chị em, có sự nhắc nhở của Chúa cho chúng ta có những lúc chúng ta yên lặng ngồi bên chân Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện của hai chị em Marie và Marthe. Marthe là một cái người được thúc đẩy bởi sự toàn hảo. Sự ghé thăm của Chúa Giêsu đến nhà của bà. Bà mời và muốn tiếp đón Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Và bà bận rộn lo việc nấu nướng. Điều đó là điều tốt. Chúng ta cũng cần phải ăn uống. Nhưng mà hôm đó, cái lần đó là lần thăm viếng rất đặc biệt. Có thể là lần cuối cùng Chúa Giêsu đến thành Bethany để gặp gỡ gia đình này.
mà thề như thường làm, và bị chi phối bởi công việc tiếp khách. Bà có vẻ bực mình, cho nên đi và mách với Chúa. Chúa biểu Mary, người đã để Ma-thê làm một mình ở dưới bếp, mà ngồi lắng nghe từng lời của Chúa. Và Chúa Ngài đã lên tiếng nhắc nhở Ma-thê, con bận rộn vì chi phối nhiều thứ quá. Mary đã chọn một điều tốt hơn. Bà đã chọn ngồi dưới chân Chúa vì cái thời điểm, vì cái giai đoạn và điều mà bà có thể làm được trong lúc đó. Tôi không nghĩ rằng Chúa Ngài trách mắng Ma-thê bởi vì bà yếu đuối. Người Chúa nói rằng bà đã bị chi phối ở trong lần đó. Mary là hình ảnh của một người được thúc đẩy bởi sự xuất sắc. Làm việc hoàn hảo là làm việc đúng cách. Xuất sắc là làm đúng công việc. Bà đã làm đúng ở trong cái giai đoạn đó, dành thời giờ ở dưới chân Chúa, lắng nghe lời của Ngài để Chúa Ngài có thể ban phước. Cảm ơn Chúa, người phụ nữ trong thời Kinh Thánh thì lo việc nhà và việc nấu nướng, đó là cái việc chính. Ngồi dưới chân Thầy để nghe giảng thì không phải là việc của họ, đáng lý là việc của đàn ông. Nhưng Mary chọn ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe tiếng phán của Ngài. Như Obed-Edom đã chọn đi theo rương giao ước. Ông đã kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa khi rương giao ước ở nhà của ông. Cho nên ông không thể chấp nhận việc chia tay với rương giao ước. Ông sắp xếp cuộc đời của ông để đi theo. Và Chúa Ngài tiếp tục ban phước trên ông, trên 8 con trai của ông và những người cháu của ông. Cuối cùng, anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta được nhắc nhở sau khi chúng ta tương giao với Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Chúa và những ơn lành của Ngài, chúng ta dành thời giờ thư giãn trong sự hiện diện của Chúa. Có những giây phút rất là tuyệt vời ở trong Ngài mà tôi thực hiện, cũng chia sẻ và nhắc nhở với anh chị em từng giây phút yên lặng ở trong sự hiện diện của Chúa. Tôi tìm một chỗ yên lặng và thưa với Chúa rằng là Chúa, con cần được sự hiện diện của Chúa làm tươi mới cho thân thể con, cho sức khỏe của con, cho tâm linh của con. Holy Spirit, là Chúa Thánh Linh, xin tác động trên con. Minister to me. Yên lặng ở tại đó trong sự hiện diện của Chúa, và để Chúa Ngài có những giây phút sự hiện diện của Chúa rõ rệt trên độ như những đợt sóng đập vào người của tôi ở trong sự hiện diện của Chúa. Anh chị em phước hạnh vô cùng. David ông nói rằng thân thể tôi hao mòn về Chúa. Thân thể của ông quen và khao khát sự hiện diện của Chúa, rờ chạm của Chúa, kinh nghiệm Chúa ở trong ngày của ông. Xin Chúa ban phước để chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được. Và sau khi chúng ta cầu nguyện, dành thời giờ suy gẫm lời của Chúa, thinh lặng, tĩnh lặng ở trong sự hiện diện của Chúa, bước thứ tư là chúng ta hãy đứng lên và hành động, tích cực tham gia phục vụ trong các công tác trong hội thánh, trong cộng đồng niềm tin, để chúng ta bày tỏ rằng chúng ta luôn muốn ở gần sự hiện diện của Chúa và nơi Chúa Ngài đang hành động. Năm 1992, khi chúng tôi học môn học kinh nghiệm Chúa, thì có một lời khuyên của một người đã kinh nghiệm sự phục hưng ở trong hội thánh của ông và cộng đồng của ông tại xứ Canada. Mục sư Henry Blackaby đã chia sẻ một trong những bí quyết để đời sống của chúng ta kinh nghiệm Chúa. Đó là chúng ta quan sát xem Chúa làm việc ở đâu. Chúng ta thu xếp đời sống của chúng ta chạy đến đó để được dự phần với Chúa. Obed-Edom đã làm nguyên tắc này. Lần thứ nhì khi David rước rương giao ước, ông có thể ở lại nhà, có thể phủi tay và nói, ô, bây giờ mình không còn có trách nhiệm để giữ và hoan nghênh rương giao ước của Chúa ở nhà của mình nữa.
bây giờ đến lúc nghỉ ngơi, bây giờ đến lúc hưởng thụ. Không. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ông đi theo đường giáo ước của Chúa. Ông đã kinh nghiệm được ở trong ơn của Ngài. Và điều này nó cũng rất là cần cho đời sống của chúng ta. Ngoài việc chúng ta ở riêng trong sự hiện diện, phước hạnh ở trong ơn của Chúa, thì anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta cũng phải ở trong sự bận rộn phục vụ Chúa, nơi Chúa đang bày tỏ công việc của Ngài. Vì chúng ta lại kinh nghiệm Chúa ở trong một lãnh vực, trong một chiều kích khác hơn. Chúng ta bắt đầu kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, kinh nghiệm được phước hạnh Chúa, Ngài cho chúng ta được dự phần, được thấy. Khi chúng ta đứng lên, chúng ta phục vụ. Dĩ nhiên là cái sự phục vụ của chúng ta nó phải là cái kết quả của một mối liên hệ đầy ơn, đầy sự hiện diện của Chúa và phước hạnh khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa và chúng ta bước ra. Tôi dùng hình ảnh. Đó là chúng ta phải ở trong khu vườn thân ái như Adam đã từng có trước khi ông Eva sa ngã. Đó là mỗi ngày Chúa đi vào ở trong vườn, gặp gỡ và trò chuyện với Adam. Khi chúng ta từ khu vườn thân ái đó, chúng ta bước ra, chúng ta mang sự hiện diện của Chúa, phước hạnh Chúa, sự khôn ngoan từ nơi Ngài, sự sức giàu từ nơi Ngài, thì những người chúng ta tiếp xúc, chúng ta gặp gỡ, họ sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa, vì nó là sự tuôn đổ ra của mối liên hệ mật thiết của chúng ta với Chúa. Tôi thường nói với hội thánh, nếu đa số con cái của Chúa ở trong ngày Chủ nhật về đây, anh em bước ra từ khu vườn thân ái của mình với Chúa, mà mình tương giao cầu nguyện với Chúa mỗi ngày đó. Và tôi cũng bước ra từ khu vườn thân ái đó. Khi chúng ta gặp nhau, chúng ta thông công với nhau, thì không có điều gì ngăn cản sự hiện diện, hiển lộ của Chúa bày tỏ giữa chúng ta. Dấu kỳ phép lạ là chuyện đương nhiên xảy ra, vì sự hiện diện của Chúa ở với hết thảy chúng ta, mà chúng ta quen thuộc, bây giờ gặp chung lại, thì thật là phước hạnh. Như hình ảnh Chúa Giê-xu là thủ lãnh của chúng ta, Ngài là cái đầu. Chúng ta là các chi trong thân thể của Chúa. Khi ngày Chủ nhật chúng ta ráp lại với nhau và Chúa ngự xuống, thì thân thể đó sẽ là sống động, là đầy quyền năng và mạnh mẽ. Thì không điều gì có thể ngăn cản được phước hạnh của Chúa có thể tuôn đổ ra cho chúng ta. Nếu các anh em suốt cả tuần lễ không ở trong khu vườn thân ái đó, mà gặp mục sư cũng không bước ra được từ khu vườn thân ái đó, thì sự nhóm lại của chúng ta nó sẽ khô khan. Chúng ta sẽ không có được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Tôi xin Chúa nghe cho, để gương của Obed-Edom mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay sẽ là nguồn cảm hứng, là sự khích lệ. Tôi cầu nguyện Chúa Ngài sẽ đặt ở trong lòng của hết thảy chúng ta, của hội thánh của Chúa, của anh chị em đang theo học với tôi ở trên Facebook Live, để tất cả chúng ta sẽ làm những Obed-Edom của ngày hôm nay. Có thể trước đây chúng ta đã đón sự hiện diện của Chúa vì bổn phận, hay là chúng ta được giao cho các đặc công việc này giao cho chúng ta. Anh chị em kể từ ngày hôm nay, xin Chúa cho để qua bài học này chúng ta quyết định. Thì Chủ nhật chúng ta không còn cố gắng nữa, nhưng mà chúng ta phải luyện tập. Chúng ta phải chuẩn bị để đời sống của chúng ta, căn nhà của chúng ta, tất cả đều là một môi trường thật là tốt đẹp. Để Chúa không phải chỉ lâu lâu ghé qua thăm. Chúa Ngài sẽ thường trực bày tỏ sự hiện diện của Ngài với chúng ta. Và kết quả đó là như Obed-Edom và cả nhà của ông, tất cả những vật, những điều thuộc về ông đều được Chúa Ngài ban phước. Tôi cầu nguyện Chúa Ngài sẽ ban phước trên anh chị em, con cái anh chị em, cháu chích của anh chị em, sẽ là những người hùng mạnh ở trên đất này, là những người được Chúa Ngài ban ơn, có những sự khôn ngoan, có những tài quản lý trỗi cao hơn đồng lứa. Chúng ta, gia đình của chúng ta là những gia đình tin Chúa trước ở trong dòng họ của mình. Chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban phước để chúng ta giữ những vị trí quan trọng và ảnh hưởng trên cả gia tộc của mình. Cho tôi nghe amen của anh chị em. Anh chị em ở trên mạng cũng hãy đánh vào dòng bình luận trong thời gian này. Amen, amen. Xin Chúa Ngài cho chúng ta hết thảy đều sẽ kinh nghiệm được ở trong ơn của Ngài, trong phước hạnh từ nơi Chúa. Cho nên là một Obed-Edom dành chỗ cho Chúa, khao khát, tha thiết với sự hiện diện của Chúa.
giữ lòng của mình được trong sạch, học hỏi và suy gẫm lời của Chúa cũng như công việc của Ngài mỗi ngày, nghỉ ngơi thư thả trong sự hiện diện của Chúa, nhận sức mới, nhận sự tươi mới từ nơi Ngài, rồi đứng lên phục vụ Chúa và tha nhân. Chúa ơi, Ngài sẽ ban phước đời sống của chúng ta dư dật ơn quyền của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho tôi cầu nguyện cho anh chị em trong thời gian này. Xin chúng ta hết lòng cùng nhau thưa với Chúa những lời cầu nguyện sau đây, mà tôi xin hướng dẫn anh chị em cùng hiệp lòng và amen với chúng tôi. Là Chúa, chúng cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho ghi lại những câu kinh thánh này. Để Ngài biết chúng con cần, nhất là ở trong một thời đại có quá nhiều điều chi phối, có quá nhiều điều cướp đi thì giờ của chúng con đã từng có cho Chúa. Chúng con đã để đời sống của mình quá chật hẹp đến độ không có chỗ cho Ngài. Nhưng con cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở của Chúa ngày hôm nay qua gương của Obed-Edom. Con cầu nguyện cho hết thảy anh chị em của chúng con tiếp tục được Chúa nghe hành động và ban ơn chúng con, cho chúng con Chúa giấu là những người yêu mến sự hiện diện của Chúa. Chúng con thỏa lòng với việc lâu lâu được Chúa thăm viếng một lần ở tại các buổi nhóm đặc biệt. Chúng con muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa luôn luôn, không phải chỉ tại nhà thờ khi chúng con về nhà Chúa thờ phượng với hội thánh, nhưng mỗi ngày ở trong nhà của chúng con. Xin Chúa cho để chúng con như Obed-Edom, không như Usa, nhưng như Obed-Edom. Vì chúng con tôn trọng, vì chúng con nghênh đón, vì chúng con sẵn sàng để đón rương giao ước của Chúa là sự hiện diện của Ngài. Thì đời sống của chúng con được phước, con cái của chúng con được phước, cháu chích của chúng con được phước, và được Chúa Ngài cất nhắc lên trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa phục hưng những cuộc đời, xin Chúa phục hưng những gia đình, và xin Chúa phục hưng hội thánh của Ngài, mà bắt đầu là đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy làm những Obed-Edom của ngày hôm nay, dành chỗ cho Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta sẽ gặp lại ở trong ơn của Chúa qua các buổi học kinh thánh kế tiếp. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.